Kính chào quý nhà đầu tư. Chúng ta gặp nhau trong bản tin nhận định thị trường hàng hóa cho tuần đầu tiên của tháng 8 năm 2021. Bản tin được thực hiện bởi FTV Hàng hóa 24, thành viên chính thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ như thường lệ sẽ nhận định về thị trường hàng hóa cho tuần tới với những xu hướng của các loại mặt hàng, cùng nhau tìm những điểm mua, điểm bán phù hợp các loại hàng hóa đang được quý nhà đầu tư tại Việt Nam ưa thích giao dịch. Trong tuần vừa qua thì không có nhiều những cái thông tin kinh tế tài chính đáng chú ý. Chính vì thế là ngoài cái thông tin là Fed thì quyết định là giữ nguyên cái lãi suất cơ bản ở gần mức 0%, thì không có nhiều những cái thông tin đáng chú ý và tác động lên tới cái thị trường tài chính cũng như thị trường hàng hóa. Chính vì thế chúng ta sẽ đi ngay vào cái phần phân tích và nhận định về một vài cái loại hàng hóa giành được cái sự quan tâm của nhà đầu tư và hàng hóa tại Việt Nam. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với phần đồ thị. Điểm qua một chút về các loại đồ thị hàng hóa. Ví dụ như là trong tuần vừa qua thì thị trường tiền số có cái sự phục hồi đáng kể, với cái sự phục hồi khá là rõ nét của đồng Bitcoin. Đồng Bitcoin thì chứng kiến cái sự bật mạnh từ mức khoảng 30.000 ở tuần những cái tuần trước, trong cái thời gian giá thấp điểm nhất, và hiện nay đã phục hồi lên trên khoảng khoảng mức 42.000 đô la sau những cái tin đồn như là Amazon thì đang quan tâm tới các đồng tiền kỹ thuật số như Bitcoin, và Ngân hàng Trung ương Ukraine thì chính thức cho phép phát hành đồng tiền kỹ thuật số. Cùng với đó thì trong cái cuộc họp báo cáo quý 2 thì Twitter đã nghiêm túc phác thảo về tiềm năng của đồng Bitcoin và tiền tệ kỹ thuật số nhằm hướng đến cái sự chuyển đổi giữa các sản phẩm và dịch vụ trong một trong những cái môi trường mạng lớn nhất hiện nay. Cụ thể thì trong tuần vừa qua thì Bitcoin tăng khoảng 20%. Những cái đồng lớn hơn như là những cái đồng mà có cái thanh khoản lớn như là đồng ETH thì cũng tăng khoảng 19,32%. Hay là cái đồng BNB của sàn Binance thì cũng tăng khoảng 13%. Trong khi đó thì trên cái thị trường chứng khoán thì cái sự giảm giá của những cái chỉ số chứng khoán Mỹ trong ngày cuối tuần vừa qua thì đã khiến cho cái đà tăng trong cái tháng 7 vừa rồi giảm nhẹ đi một chút. Tuy nhiên là trong tính chung trong tháng 7 thì cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng, trong đó Nasdaq Composite và Dow Jones thì tăng lần lượt là 1,2 và 1,3%. Còn S&P 500 thì tăng vọt khoảng 2,7% trong tháng 7 vừa qua. Trong cái tuần vừa qua khi mà cái cổ phiếu Amazon sụt giảm khoảng 7,6% sau khi mà báo cáo doanh thu theo quý bị sụt giảm lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua thì đã khiến cho cổ phiếu Amazon lao dốc. Tuy nhiên thì điều này thì không ảnh hưởng chung tới cái thị trường chứng khoán và của Mỹ trong cái tháng vừa qua. S&P 500 tuần vừa qua thì xin lỗi, tháng 7 khi mà kết thúc thì đã chứng kiến 6 tháng liền tăng giá liên tiếp. Đây, chúng ta có chỉ số S&P 500 của Mỹ chứng kiến liên tiếp 6 tháng tăng tăng điểm. Như vậy thì có thể nói là kinh tế Mỹ thì vẫn đang được có cái sự kỳ vọng về sự phục hồi và phát triển trở lại rất là mạnh mẽ, mặc dù là hiện nay Mỹ thì và các quốc gia vẫn đang chịu ảnh hưởng về dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên là kinh tế Mỹ thì đang đứng trước những cái cơ hội về cái sự phục hồi khá là rõ nét, và thể hiện trong cái tuần vừa qua cái thông tin, một trong những cái thông tin ảnh hưởng đó chính là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thì vẫn tiếp tục giữ duy trì cái lãi suất gần bằng không. Cái điều đó thì mà khi mà ngay khi mà ra ấy thì có cũng ảnh hưởng một chút tới những cái sản phẩm ví dụ như là kim loại vàng. Cụ thể là trong cái khi mà cái thông tin này được đưa ra ấy thì giá vàng đã tăng khá là mạnh, và trên cái sàn NYMEX thì giá vàng, xin lỗi, sàn COMEX thì giá vàng hợp đồng tương lai vàng thì tăng khoảng 2%. Tuy nhiên là thì cái điều này thì đã không duy trì được sau cái
phiên cuối tuần. Và điều này cũng hoàn toàn hợp lý bởi vì là hiện nay thì do cái ảnh hưởng tin tức mà giá phục hồi, tuy nhiên là nó cũng không duy trì được, bởi về dài hạn thì cái việc nền kinh tế Mỹ phục hồi và cái việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì cái lãi suất gần bằng không như hiện nay thì nó là cho thấy là cái việc mà những cái cơ hội đầu tư trên cái thị trường chứng khoán và các công cụ khác thì nó hữu ích hơn là việc nhà đầu tư tìm cách trú chân trú ẩn vào những cái loại kim loại quý như là vàng chẳng hạn. Vì thế là chúng tôi vẫn nhận định giống như các tuần trước, đó là hiện nay là xu hướng giá vàng chỉ loanh quanh quanh cái vùng giá quanh cái vùng mức giá khoảng 1.800. Đấy, lên trên mức 1.800 một chút, quanh cái vùng giá trung bình khoảng 200 ngày và 50 ngày hiện nay khá là sát nhau, và cái động lực để cho những cái sản phẩm kim loại quý này tăng giá thì cũng không nhiều. Nếu mà cái nhà đầu tư nếu muốn giao dịch cái sản phẩm vàng hiện nay thì chúng ta chưa có thể giao dịch được. Tuy nhiên là chúng ta có thể quay sang giao dịch những cái sản phẩm kim loại quý khác, ví dụ như là bạc hay là bạch kim thì sẽ chính thống và phù hợp hơn với quý nhà đầu tư giao dịch tại Việt Nam. Chúng ta chuyển sang với giá dầu. Trong cái tuần vừa qua thì giá dầu quay đầu giảm nhẹ một chút trong cái phiên ngày thứ sáu. Đối với cả ví dụ đây là dầu Brent, mặc dù là cũng có cái sự phục hồi vào cuối phiên, nhưng mà nói chung trong tuần qua thì giá dầu ghi nhận cái mức tăng nhẹ, trong khi mà số lượng chích ngừa Covid thì được kỳ vọng sẽ tác động tích cực hơn so với cả cái việc là biến chủng của Covid-19 mới gây sự tăng đột biến về số ca nhiễm trên toàn cầu. Ngay cả là khi số ca nhiễm Covid-19 thì đang gia tăng ở Mỹ và khắp châu Á cũng như một phần của các châu Âu, thì các nhà phân tích cũng cho biết rằng là tỷ lệ vaccine tiêm ngừa sẽ cao dần lên và sẽ hạn chế được các biện pháp phong tỏa, cái việc mà sẽ gây ảnh hưởng tới cái nhu cầu nhiên liệu trong thời kỳ tới. Và điều này thì giúp cho giá dầu sẽ có được lại những cái nhu cầu về nhiên liệu sẽ phục hồi tại những quốc gia kể cả phát triển và đang phát triển. Và điều này thì nó sẽ tác động tích cực tới giá dầu trong thời gian tới. Điều này thì mà có thể sẽ đưa giá dầu quay trở lại những cái vùng đỉnh cũ, ví dụ như vùng giá 76 đô la đối với cả dầu WTI, và dầu Brent thì cũng tầm khoảng 76-77 đô la. Và sau đó thì nếu mà chúng ta có những cái tin tức mang tính chất đột phá ổn định hơn về cái nguồn cung có thể bị cắt giảm hoặc là nhu cầu nó sẽ phục hồi tiếp theo thì có thể đưa giá dầu lên những cái đỉnh cao mới, điều này hoàn toàn có thể. Và chúng tôi vẫn cho rằng cái xu hướng ngắn hạn đối với cả giá dầu vẫn là ưu tiên mua, cái ngắn và dài hạn thì vẫn là những lệnh mua và nắm giữ những lệnh mua, nhưng mà việc mua đối với cả các lệnh giao dịch dài hạn đối với sản phẩm dầu thì cái vùng giá hiện nay, vùng giá 75-76 thì chúng tôi cho rằng là chưa phù hợp. Chúng ta chỉ nên mua ngắn hạn lướt sóng theo cái chiều tăng giá đối với cả các hai sản phẩm là dầu WTI và dầu Brent. Đấy, thì tùy vào cái nhu cầu ưa thích cái sản phẩm nào hơn của quý nhà đầu tư thì chúng ta có thể mua và sở hữu những cái sản phẩm, nắm giữ những cái hợp đồng tương lai này. Hiện nay thì có hai hợp đồng tương lai dầu loại 1.000 thùng một hợp đồng và loại 500 thùng một hợp đồng, thì quý nhà đầu tư được tùy vào cái mức độ rủi ro của mình mà có thể mua và lướt sóng cái hợp đồng dầu Brent hoặc dầu WTI cho phù hợp. Đó là nhóm năng lượng chúng tôi thường review và đưa cái góc nhìn sớm hơn với các sản phẩm khác, bởi vì nhóm sản phẩm năng lượng thì đặc biệt là dầu thì nó có ảnh hưởng rất là lớn tới nền kinh tế, và nó cũng có tác động là nó cũng chịu tác động rất là lớn từ những cái biến cố kinh tế, và từ đó thì nó cũng sẽ tác động tới nhiều loại mặt hàng khác. Chính vì thế là chúng tôi thường đưa cái sản phẩm này lên đầu để phân tích, giúp cái nhà đầu tư có cái góc nhìn khái quát về cái kinh tế hiện nay cũng như là cái sự tăng giá của cái giá dầu, cái tiềm năng tăng giá của giá dầu trong thời gian tới. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang cái nhóm sản phẩm nhà đầu tư ưa thích hơn giao dịch tại Việt Nam, đó là nhóm nông sản.
Nhóm nông sản trong cái tuần vừa qua thì có thể nói là trong nó cái xu hướng nó không hề rõ, bởi vì là hầu hết các sản phẩm đều loanh quanh tại cái một cái mức nhất định. Ví dụ như là mà đối với sản phẩm đậu tương hay là dầu đậu tương, ngô và lúa mì thì đều quanh cái một cái mức nhất định. Ví dụ như là sản phẩm đậu tương thì đang loanh quanh quanh cái mức giá 1.400. Xin lỗi, quanh cái mức giá là 1.300 350 cho tới khoảng 1.400, tức là quanh cái vùng trung bình giá 50 ngày. Và cái mức độ thu hẹp của cái sản phẩm này thì hiện nay nó đang ngày càng thu hẹp lại, cái mức độ biến động của nó ngày càng thu hẹp lại. Chính vì thế cái đoạn giao dịch, cái đoạn đối với cái sản phẩm đậu tương hiện nay nó sẽ khó hơn so với những cái đoạn giao dịch trước, khi mà cái xu hướng uptrend nó rõ ràng. Đấy. Với nhà đầu tư hiện nay thì nếu mà giao dịch thì chúng ta nên tập trung mua và bán tại những cái vùng hỗ trợ hoặc là kháng cự một cách rõ ràng. Đấy. Và chủ động chốt lãi khi mà có lợi nhuận. Đối với sản phẩm đậu tương thì chúng tôi cho rằng là quý nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên những cái lệnh mua, nhưng mà chúng ta nên mua khi mà giá phục hồi lên trên cái vùng trung bình 50 ngày, tức là khoảng 1.300, trên mức 1.360 thì chúng ta nên mở mua. Còn khi mà giá điều chỉnh xuống bên dưới này thì chúng ta chưa nên mua. Chúng tôi nhận định là vẫn trong một cái uptrend thôi, nhưng mà việc mà giá điều chỉnh ví dụ trong những phiên ngày thứ sáu vừa rồi thì chúng ta chưa nên mở mua, chúng ta nên chờ những cái nhịp phục hồi để chúng ta mở mua sau. Bởi vì thực ra là cái sản phẩm đậu tương thì cũng không phải là cái sản phẩm có cái sức khỏe khá là tốt trong so với cả nhóm nông sản. Ngược lại thì đối với cái sản phẩm khô đậu tương thì là cái sản phẩm mà chúng ta nên canh để mở những cái vị thế bán. Đây là cái sản phẩm yếu nhất trong cái nhóm nông sản, là cái phẩm sản phẩm duy nhất khi mà đường giá giá nằm dưới cái đường trung bình giá 200 ngày. Đây, so sánh với cả ngô hay là đậu ngô hoặc là lúa mì thì chúng ta có thể thấy rõ là cái yếu của cái mặt hàng khô đậu tương, không có lý do gì mà chúng ta không canh để bán lại cái sản phẩm này. Tuy nhiên phải lưu ý với quý nhà đầu tư là hiện nay là cái vùng 350 là cái vùng hỗ trợ ngắn hạn đối với cả cái sản phẩm này. Đây, chúng ta thấy là đợt trước khi mà giá nhiều lần chạm cái vùng này thì đã bật lên, và chúng tôi cho rằng là cái vùng 350 hiện nay, vùng giá 350 hiện nay thì không phù hợp với các lệnh bán trong ngắn hạn. Đấy, chúng ta ưu tiên những cái lệnh bán nên chờ những cái nhịp phục hồi lên cái vùng ít nhất là cái vùng 360 đấy, hoặc nếu mà giá có xu hướng phục hồi tốt thì có thể lên trên cái vùng giá 50 ngày hoặc 200 ngày ở đây 370 380. Đấy, tùy vào cái mức độ phục hồi của thị trường mà chúng ta sẽ mở mua mở bán cái sản phẩm này cho phù hợp, nhưng không phải là cái sát cái vùng giá 350, bởi vì nó đang chạm vào cái ngưỡng hỗ trợ ngay phía dưới này. Cái nhà đầu tư chúng ta lưu ý cái vấn đề mà mở các vị thế bán khi mà nó chạm những cái vùng hỗ trợ phía dưới. Vẫn là ưu tiên bán, nhưng mà không phải là bán ở đâu cũng được, mà là nên chờ những cái nhịp phục hồi và tránh bán phải những cái vùng hỗ trợ cứng của cái sản phẩm khô đậu tương ở đây. Chúng ta chuyển sang sản phẩm dầu đậu tương chẳng hạn. Sản phẩm dầu đậu tương thì vẫn duy trì cái xu thế khá là khỏe khi mà vẫn đang tiệm cận vùng đỉnh và duy trì trên cái vùng giá 50 ngày. Đấy. Chúng ta có thể kẻ một những cái đường xu thế, những cái đường hỗ trợ và kháng cự tại cái vùng này. Đấy. Khi mà giá đang đi ngang trong một cái biên không không lớn, khi mà quanh cái vùng phía dưới là cái vùng hỗ trợ giá trung bình 50 ngày và phía trên là cái vùng kháng cự tại đỉnh cũ. Điều này thì có thể khiến cho cái giá dầu đậu tương cũng như là các sản phẩm nhóm nông sản nói chung trong cái thời gian tới chưa tìm được những cái xu hướng mới khỏe và rõ ràng, thì chúng ta có thể giao dịch tại những cái vùng hỗ trợ và kháng cự. Thì ví dụ như sản phẩm dầu đậu tương này thì quý nhà đầu tư có thể chờ những cái nhịp điều chỉnh về cái vùng giá khoảng 61, 612 đấy là cái vùng giá trung bình 50 ngày đấy, để chúng ta mở mua, hoặc là khi mà giá tiệm cận lên trên cái vùng giá 66. Đấy, khi mà quan sát tại cái vùng giá 66, nếu mà giá có những dấu hiệu yếu đi thì chúng ta có thể mở bán đối với sản phẩm dầu đậu tương. Đấy, còn quanh cái vùng 63, 64 thì chúng tôi cho rằng là quý nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch tại cái vùng này. Vì cái đoạn giữa này thì giá hoàn toàn có thể bật lên trên và hoàn toàn có thể bật xuống dưới đối với cái vùng sideway này. Sideway thì không có nghĩa là giá nó sẽ đi theo hình sin. Đấy, nó không có nghĩa là nó sẽ đi theo hình sin như thế này đâu. Đấy, nó không có nghĩa là đi theo hình sin như thế này. Đấy, mà giá hoàn toàn có thể biến động
quanh cái vùng này không theo một cái quy luật nào cả. Và nếu mà quý nhà đầu tư mà giao dịch tại những cái vùng hỗ trợ hoặc kháng cự thì cái tỷ lệ chiến thắng nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà giao dịch ở những cái vùng giữa này thì nhiều khả năng là nó sẽ chạm những cái vùng những cái điểm mà dừng của chúng ta, những cái điểm cắt lỗ bắt buộc. Đấy. Ngô thì sao ạ? Ngô thì theo chúng tôi thì vẫn duy trì được cái xu thế uptrend, nhưng mà cái sản phẩm ngô thì cũng gần tương tự như là cái sản phẩm đậu tương ở đây, khi mà biến động nó vẫn loanh quanh quanh cái vùng giá trung bình 50 ngày và đang có cái sự thu hẹp cái độ biến động lại. Đây, chúng ta có thể thấy là cái mức độ biến động của sản phẩm ngô hiện nay này, nó đang biến động thu hẹp lại. Đấy. Thế điều này thì có thể là sắp tới, có thể là dẫn tới là sắp tới có những cái nhịp mà giá bung mạnh theo một cái xu hướng nhất định. Đấy, tuy nhiên là đấy là chỉ là cái khả năng cao thôi, chứ không có nghĩa là nó sẽ phải xảy ra như thế. Tức là nhiều khả năng, cái xác suất cao hơn là giá sẽ tạo một cái xu hướng mới rõ ràng. Bật lên hoặc xuống thì chúng ta cũng không thể biết được. Đấy, nhưng mà thường là trong một cái xu hướng mà tăng giá trước đó, sau đó thì giá bắt đầu biến động và thu hẹp lại dần, thì thường cái việc mà cái xác suất để giá tiếp tục tăng lên nó sẽ cao hơn khi mà hoàn thành những cái đợt thu hẹp biến động này. Đấy, nhưng mà chúng ta thì vẫn ưu tiên những cái lệnh mua, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không chuẩn bị cho mình những cái kịch bản xấu. Đấy. Thì đối với sản phẩm ngô thì theo chúng tôi thì quý nhà đầu tư nên mua khi mà giá phục hồi lên trên cái đường trung bình 50 ngày, tức là lên trên cái vùng giá khoảng 560. Đấy, thì theo chúng tôi thì quý nhà đầu tư nên mua ở cái vùng giá này. Đấy, 560 thì nó sẽ phù hợp hơn đối với cả các sản phẩm, đối với sản phẩm ngô. Hiện nay thì ngô và cái đường, sản phẩm đường thì cũng chịu ảnh hưởng một phần của cái giá dầu. Khi mà giá dầu diễn biến tích cực thì sản phẩm ngô và sản phẩm đường cũng sẽ được hưởng lợi một chút thông qua cái việc mà sử dụng cái nhiên liệu sinh học ethanol. Nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái xu hướng chính của các sản phẩm này. Hiện nay thì xu hướng của sản phẩm ngô cũng vẫn đang là tăng giá. Chúng tôi cho rằng là quý nhà đầu tư nên chờ hoặc là đợi khi mà giá phục hồi lên trên đường trung bình 50 ngày, lên trên vùng giá khoảng 560 thì nên bỏ mua đối với sản phẩm này. Lúa mì thì cái xu hướng phục hồi nó rõ hơn. Xu hướng phục hồi rõ hơn khi mà giá đã hình thành một nhịp tăng từ cái vùng giá khoảng 620 lên trên cái vùng giá khoảng 720. Sau đó thì cái nhịp chốt lời đưa giá kiểm nghiệm lại cái đường trung bình giá 50 ngày một lần nữa và phục hồi lên trở lại cái vùng giá 720. Đấy. Cái điều này thì hoàn toàn phù hợp với những cái quy luật cung cầu, và nhiều khả năng trong cái thời gian tới thì giá lúa mì với cái xu hướng tốt như hiện nay thì có thể vượt qua cái vùng giá 720 này và tiếp tục tăng lên những cái vùng đỉnh cao mới. Chúng tôi nhận định cái điều này bởi vì giá lúa mì hiện nay là tương đối khỏe so với các sản phẩm thuộc nhóm nông sản khác, ví dụ như là ngô hay là lúa mì đậu tương. Đấy. Thì nó cũng tương đối khỏe hơn, và có thể khi trong thời gian tới khi mà thị trường nông sản nó có những chuyển biến tích cực, giá nó sẽ tích cực hơn, tăng giá, thì cái sản phẩm lúa mì cũng sẽ chịu cái mức biến động nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ tăng giá và vượt qua cái vùng giá 720 này. Đấy. Trong cái tuần tới thì quý nhà đầu tư theo chúng tôi thì nên vẫn duy trì mua đối với cái sản phẩm lúa mì này, điều chỉnh trong những cái phiên về cái vùng giá 700 thì là cái nhịp mà chúng ta mở mua nó sẽ phù hợp đối với sản phẩm lúa mì. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể chờ vượt ra cái vùng giá 720, nhưng mà nếu mà vượt qua vùng 20 thì lên trên này chúng ta sẽ lại gặp những cái vùng đỉnh ở phía trên. Đấy, thì nhiều khả năng là chúng ta nên mở mua khi mà giá có những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn, ví dụ dùng sát về vùng 700. Đấy, thì chúng ta nên mở mua đối với cái sản phẩm lúa mì này. Hiện nay vùng giá 700 là cái vùng hỗ trợ mang tính chất tâm lý rất là tốt. Giá đã đóng cửa và duy trì được hai phiên ở trên cái vùng giá 700 này rồi, thì nhiều khả năng là sẽ duy trì được cái mức ổn định trên cái vùng giá này. Đấy, thì những cái cơ hội điều chỉnh về vùng giá 700 này là cơ hội để chúng ta mở mua đối với sản phẩm lúa mì. Tiếp theo thì chúng ta chuyển sang nhóm nguyên liệu. Nhóm nguyên liệu thì trong tuần vừa qua có một đặc điểm, đó là cái sự biến động khá là mạnh của cái nhóm sản phẩm này, kể cả đường hay là cà phê Robusta hay là cà phê Arabica. Trong đó thì đường thì là cái sản phẩm mà biến động này, nó cũng biến động nhưng mà so với hai sản phẩm cà phê thì là biến động thấp nhất rồi. Đấy, mặc dù vậy thì cũng có những cái phiên biến động trên 2%.
Ví dụ trong phiên ngày thứ sáu khi mà giá vượt qua đỉnh nhưng mà lại quay trở lại kiểm nghiệm sau những cái, nhưng mà cái nỗ lực mà đẩy giá lên cao của bên mua ấy nó không thành công và giúp và lại khiến cho giá điều chỉnh trở lại kiểm nghiệm lại những cái vùng hỗ trợ phía dưới. Chúng tôi cho rằng là hiện nay cái xu hướng tăng giá của sản phẩm đường thì vẫn đang rõ. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái xu hướng tăng giá của sản phẩm đường này vẫn là khá là rõ, nhưng mà cái việc mà mở mua ở trong những vùng cao ấy thì nó lại không phù hợp. Bởi vì là hiện nay là giá dầu thì cũng như phân tích lúc đầu với quý nhà đầu tư là giá dầu đang quay trở lại vùng đỉnh chứ chưa vượt đỉnh. Đấy. Và cái sản phẩm đường này chịu ảnh hưởng một phần từ cái giá dầu. Ngoài ra thì trong tuần vừa qua thì những cái thông tin bất lợi từ việc xương giá giá rét từ Brazil thì cũng ảnh hưởng một phần tới việc những cái cây cây trồng như là cà phê hay là đường hay là cây mía để phát triển, cái sự phát triển của những cái loại cây trồng này. Mặc dù là mía thì là chống chịu về cái sự về nhiệt độ và cái sự giá lạnh thì tốt hơn nhiều so với sản phẩm cây phật của cây cà phê. Tuy nhiên thì nó cũng ảnh hưởng một phần và trước đó thì đẩy giá lên cao. Tuy nhiên là cái sau khi mà người ta nhìn nhận lại được cái sự việc và đánh giá lại cái vấn đề thiệt hại ấy, thì giá nó chịu áp lực điều chỉnh khi mà giảm giá trong phiên ngày thứ năm và thứ sáu. Điều này thì có thể dẫn tới là nó sẽ tiếp đà điều chỉnh trong cái phiên những cái phiên đầu tuần tới, có thể là ít nhất là trong nửa đầu của phiên ngày thứ hai. Và quý nhà đầu tư thì theo cái xu hướng này thì chúng ta nên mở mua đối với sản phẩm đường khi mà giá điều chỉnh về cái vùng ví dụ như là 17.5. Đấy, chúng ta nên chờ mua đối với sản phẩm này khi mà giá về cái vùng hỗ trợ phía dưới, hoặc là cứ cứ kệ cho nó điều chỉnh đi. Chúng ta hãy đợi phiên một kỳ phiên mà giá phục hồi ít nhất là một cây doji như thế này. Đấy, đây không phải cây, một cây doji, chúng ta có thể chờ đợi một cây doji như thế này. Một cây búa, một cây hammer, hoặc là một cây một cặp nến đảo chiều như thế này. Đấy, chúng ta có thể chờ đợi một cặp nến đảo chiều như thế này. Đấy, để mà mua lại đối với cả cái sản phẩm đường cho nó phù hợp. Tức là tôi không, trước mắt thì chúng ta canh mua nhưng mà cái tín hiệu hiện nay nó chưa rõ ràng, chúng ta nên chờ những cái tín hiệu cho thấy là giá ít nhất là chững cái đà tăng giá hoặc là có cái dấu hiệu phục hồi thì chúng ta mới mở mua lại đối với cả cái sản phẩm được. Đối với sản phẩm cà phê, ví dụ như là cà phê Arabica và Robusta thì trong cái tuần vừa qua cái sự biến động của nó cực kỳ lớn. Chúng ta có ví dụ như là cà phê Arabica thì chúng ta có ở đây là 4 trên 5 phiên giảm giá. Đấy. Và cà phê Robusta thì cũng gần như vậy. Tại sao lại có cái sự giảm giá như thế này khi mà cái giá cà phê đang được hưởng lợi? Bởi vì trước đó thì cái việc mà tăng giá của cái sản phẩm cà phê nó rất là lớn rồi và gần như là nó tăng một cách chóng mặt và nó vượt xa cái dự đoán về nhu cung cầu. Sau khi mà người ta đánh giá cái thiệt hại về cung cầu và cái nhu cầu cũng như là cái nguồn cung trên toàn thế giới thì cái giá cà phê này đã điều chỉnh khi mà nhiều nhà đầu tư cho rằng với cái mức giá ví dụ trên vùng 210 với cà phê Arabica hay là đối với cà phê Robusta cận mức 2000 là mức giá quá cao. Chính vì điều đó thì đã gây đến cái sự giảm giá trong cái tuần vừa qua và đặc biệt là trong cái phiên ngày thứ sáu thì giá giảm và rơi rất là nhanh. Cái điều này thì nó sẽ khiến cho quý nhà đầu tư cần phải suy nghĩ về cái việc mà chúng ta giải ngân trong cái giai đoạn này. Thường thì chúng ta sẽ hạn chế giải ngân trong những cái giai đoạn mà giá biến động như thế này. Đấy, giá biến động rất mạnh, rất nhanh và không theo một cái chiều hướng cụ thể. Thế là cái mối nguy hiểm đối với các nhà giao dịch. Và chúng ta nên hạn chế giao dịch trong những cái giai đoạn như vậy. Đặc biệt là hiện nay là trong 2 tuần mà chúng ta chứng kiến những cái phiên mà giá tăng tới, có những phiên giá tăng đến khoảng 6-7% và có những cái phiên mà giá điều chỉnh giảm đến cũng khoảng 7-8%. Như vậy thì cái mức chịu đựng của tài khoản nó sẽ không đảm bảo được. Và theo chúng tôi thì quý nhà đầu tư nên dừng, tạm dừng giao dịch cái sản phẩm cà phê trong cái thời gian ngắn hạn để chờ khi giá ổn định trong một cái xu hướng thì chúng ta có thể mở mua hoặc mở bán sao lại sau. Nhưng mà hiện nay với cái mức độ biến động khoảng 7-8% trong một phiên như thế thì kể cả như là trend tăng giá vẫn được duy trì. Đấy, nhưng mà trend tăng giá vẫn được duy trì nhưng mà cái điểm mua điểm bán nó sẽ không phù hợp.
và chúng ta sẽ dễ bị chạm vào những cái lệnh dừng lỗ nếu đặt. Còn nếu mà không đặt những cái lệnh dừng lỗ thì có thể là còn nguy hiểm hơn khi mà ảnh hưởng đến cả tài khoản của chúng ta. Vì thế là theo chúng tôi thì quý nhà đầu tư nên tạm dừng giao dịch cái sản phẩm cà phê Arabica và Robusta trong tuần tới. Chúng ta chờ những cái tín hiệu rõ ràng và ổn định hơn đối với cả hai cái sản phẩm này trước khi mà quay trở lại giao dịch. Trong cái tuần vừa qua thì chúng ta cũng phải lưu ý tới các sản phẩm liên quan đến sản phẩm kim loại, đặc biệt đó là sự phục hồi của cái kim loại bạc. Bạc thì đây chúng tôi mới gọi là cái nhịp phục hồi, bởi vì là trong cái xu hướng hiện nay với sản phẩm kim loại bạc thì vẫn là cái xu hướng downtrend và giá vẫn nằm bên dưới cái đường trung bình giá 200 ngày. Thì quan điểm của chúng tôi về các sản phẩm kim loại quý đó là như là vàng, bạc hay bạch kim hay các sản phẩm kim loại quý khác thì trong ngắn hạn vẫn ưu tiên những cái lệnh bán hơn khi mà giá có những cái nhịp phục hồi, kể cả vàng hay bạc hay là bạch kim. Ví dụ như sản phẩm bạc quý nhà đầu tư quan sát đây thì chúng ta nên mở bán tại cái vùng giá trung bình khoảng 26, đây là cái vùng trung bình 200 ngày và cũng là cái kháng cự mà chúng ta quan sát ở đây. Đấy, cũng là cái vùng kháng cự trước đó của cái sản phẩm này. Khi mà giá giảm xuống đây thì cái vùng giá tích lũy ở đây nó trở thành một cái vùng kháng cự khá là lớn. Chúng ta nên mở bán cái sản phẩm kim loại này khi mà giá phục hồi lên trên cái vùng kháng cự này. Đấy, vùng từ vùng 25.5 tới vùng giá 26 là theo chúng tôi quý nhà đầu tư có thể bán lại rồi. Đấy. Còn ngược lại thì đối với cả cái nhóm kim loại sản xuất đó là sản phẩm đồng. Đồng thì trong tuần vừa qua lại phục hồi tăng giá khá tốt. Nhiều khả năng thì đây là do những tín hiệu kinh tế tích cực trong cái thời gian gần đây, mặc dù là vẫn xuất hiện cái sự lây lan và phát triển của dịch COVID-19 với cái biến chủng Delta, nhưng mà cái việc sản xuất tại nhiều quốc gia cũng đã được nối lại và cái việc giá đồng, giá kim loại sản xuất phục hồi trở lại thì nó là hoàn toàn bình thường và phù hợp với cái sự phục hồi kinh tế. Chúng tôi cho rằng hiện nay đối với cả sản phẩm kim loại đồng thì quý nhà đầu tư nên canh mua trở lại, đặc biệt là nên canh mua khi mà giá điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ phía dưới là vùng khoảng 4.37 cho tới vùng trung bình giá khoảng 50 ngày là vùng 4.4, tức là vùng hỗ trợ hiện nay khoảng 4.35 đến vùng 4.4 là cái vùng hỗ trợ mà chúng tôi cho rằng là nếu mà có điều chỉnh về cái vùng này thì quý nhà đầu tư nên mở mua đối với cả cái sản phẩm kim loại đồng. Đấy. Nhiều khả năng thì giá vẫn chưa thể là quay trở lại được cái vùng giá đỉnh cao khi mà chưa có nhiều những cái yếu tố thực sự tích cực và có tác động to lớn tới giá đồng trong cái thời gian tới, nên nhiều khả năng là giá sẽ đi ngang quanh cái vùng này và không loại trừ sẽ có những cái phiên điều chỉnh về cái vùng giá khoảng 4.35 tới vùng 4.4. Thì quý nhà đầu tư nên mà mua chờ những cái lệnh mua ở cái vùng giá 4.35 đến vùng 4.4 ở phía dưới này, chúng ta có thể có được những cái vị thế rất là tốt đối với cái sản phẩm kim loại đồng. Như vậy thì với cái phần nhận định sơ bộ như vậy thì chúng tôi đã đi qua một vòng với các sản phẩm mà quý nhà đầu tư yêu thích tại Việt Nam khi mà giao dịch hàng hóa, với bốn nhóm đó là năng lượng đầu tiên này, rồi đến nhóm sản phẩm nông sản, tiếp theo là nhóm nguyên liệu và cuối cùng là nhóm kim loại. Thì mỗi nhóm sản phẩm hiện nay trong cái giai đoạn này thì chúng ta đang có những cái chiến lược giao dịch khác nhau, và kể cả trong một nhóm thì cũng có những chiến lược khác nhau. Ví dụ như là bạc đồng thì chúng ta cái chiến lược giao dịch nó hoàn toàn là khác nhau. Đấy. Và tùy cái loại sản phẩm thì chúng tôi cũng đã đưa ra cái chiến lược giao dịch phù hợp trong tuần tới, mà theo cái quan điểm của chúng tôi thì nó là phù hợp trong cái tuần tới. Hy vọng rằng có thể giúp quý nhà đầu tư có một cái nhìn khách quan hơn và có nhiều ý tưởng giao dịch trong tuần tới. Tuần tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp những cái lệnh giao dịch cụ thể thông qua những cái kênh trực tuyến của FTV Hàng Hóa 24. Quý nhà đầu tư nếu chưa có tài khoản thì có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc là để lại bình luận để chúng tôi liên lạc mở tài khoản. Chúc quý nhà đầu tư tuần mới giao dịch hiệu quả và thành công. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.